Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Neymar da Silva gia nhập Paris Saint-Germain với mức phí kỷ lục thế giới vào năm 2017, 222 triệu euro. Nhưng sau 144 trận và rất nhiều bàn thắng cho gã khổng lồ nước Pháp, nhiều tờ báo ở xứ sở Lục Lăng hay cả châu Âu nói chung trong tuần này cho biết Paris Saint-Germain đã sẵn sàng để Neymar ra đi với mức phí tối thiểu chỉ 50 triệu euro, bất chấp việc Neymar còn đến 3 năm hợp đồng nữa với sân Parc des Princes. Nửa thập kỷ trước, Neymar cập bến thủ đô nước Pháp sau một thỏa thuận kỷ lục được Qatar hậu thuẫn. Ngôi sao từng giành quả bóng đồng thế giới năm 2011 được kỳ vọng sẽ trở thành chủ công, giúp Paris Saint-Germain giành danh hiệu UEFA Champions League đầu tiên. Thế nhưng, thời gian vùn vụt trôi qua, đến nay Neymar vẫn thất bại trong việc tái lập thành công ở Camp Nou tại sân Parc des Princes, để rồi hiện tại chân sút người Brazil bị cho là lỗi thời này rất có thể sẽ phải ra đi vì các nguyên do về quỹ tiền lương của Paris Saint-Germain. Một chi tiết quan trọng khác là mới đây hãng truyền thông Pháp Le Dix Sport tiết lộ hay cho rằng Kylian Mbappe với rất nhiều đặc quyền ẩn có được sau khi gia hạn với Paris Saint-Germain cũng không muốn Neymar ở lại với gã nhà giàu thêm một phút giây nào nữa. Cụ thể, ngôi sao 23 tuổi được cho là không còn thân thiết với tuyển thủ quốc gia Brazil như trước và rất có thể sẽ cùng ban lãnh đạo đưa ra quyết định đó. Về phía Neymar, trong những chia sẻ gần nhất hồi cuối mùa giải trước, anh cho biết mình vẫn rất vui ở thủ đô nước Pháp. Nhưng có vẻ phần lớn sự tập trung hiện tại và cả trong phần còn lại của năm 2022 lại là kỳ World Cup ở Qatar. Công bằng mà nói, cầu thủ vừa tròn 30 tuổi này có quyền hào hứng với World Cup chứ, khi những nhà chuyên môn lẫn các nhà cái đều cho rằng Brazil là ứng viên lớn cho chức cúp vô địch với đội hình nhiều ngôi sao và cho thấy sự hiệu quả vòng loại. Seleção cũng đang là đội tuyển đứng nhất trên bảng xếp hạng FIFA qua các đợt cập nhật mới nhất. Những ký ức buồn vui lẫn lộn về World Cup trên sân nhà hồi năm 2014 vẫn còn in đậm trong tâm trí Neymar và trong thời gian qua anh cũng nhiều lần nói về tầm quan trọng của giải đấu sắp tới. Vì vậy trong một năm đặc biệt mà World Cup diễn ra vào mùa đông và cũng chỉ còn lại chưa đầy nửa năm để chuẩn bị nữa mà thôi, Neymar đang đứng trước một quyết định lớn về việc liệu có nên gắn bó với Paris Saint-Germain hay là chuyển sang một bến đỗ khác. So với khi mới gia nhập câu lạc bộ, rõ ràng Neymar đã không còn là chàng trai đứng trên chính chiếc áp phích của Paris Saint-Germain nữa, cho dù thực tế cho thấy vị thế của Neymar trong lòng công chúng ở Paris vẫn là rất lớn, vẫn là một thần tượng mà những người dân thủ đô nước Pháp đón xem mỗi dịp cuối tuần. Thế nhưng xét trên phương diện thể thao và tương lai lâu dài, giới chủ Paris Saint-Germain có lý do để cơ cấu sân khấu chính cho Mbappé cùng với Messi ở thời điểm hiện tại. Có nghĩa là không chỉ là những tính toán của phía Paris Saint-Germain mà Neymar cũng đã đang cân nhắc mục tiêu tối thượng là chọn được một môi trường phù hợp để tiền đạo này duy trì phong độ và cả cảm hứng chơi bóng để trước mắt là chuẩn bị cho World Cup. Đó có thể vẫn là Parc des Princes hoặc cũng có thể là một sàn diễn nào khác. Trong buổi họp báo mới nhất, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi không loại trừ khả năng gạch tên Neymar khỏi dự án mới tại Paris Saint-Germain. Neymar có nằm trong dự án mới hay không, chúng tôi không thể nói trước công chúng về điều này vì một số cầu thủ sẽ đến, một số cầu thủ sẽ rời câu lạc bộ. Đó là những cuộc đàm phán riêng tư, ông Al-Khelaifi thừa nhận với Franc Football. Thực tế cho thấy Neymar cũng đang nắm quyền chủ động với Paris Saint-Germain bởi theo tờ L'Equipe, vào ngày 1 tháng 7 tới, điều khoản tự động gia hạn của anh với đội bóng này sẽ chủ động kích hoạt. Nếu chuyện đó xảy ra, ràng buộc hợp đồng sẽ ghi rõ việc cầu thủ người Brazil sẽ gắn bó với Paris Saint-Germain đến tận hè 2027, tức là 5 mùa giải nữa. Nghĩa là sau ngày 1 tháng 7, nếu muốn Neymar ra đi thì Paris Saint-Germain sẽ phải trả cho cầu thủ này đến 130 triệu euro để đền bù. Bởi thế Neymar đang rất chủ động, anh có thể chọn ở lại và hưởng lương cao Paris hoặc cũng có thể ra đi nếu nhận được những lời đề nghị hấp dẫn. Tổng hòa lại, ta thấy dù chủ động hay bị động là bị phía Paris Saint-Germain muốn đẩy đi thì cánh cửa rời Parc des Princes cũng đã và đang mở toang đối với Neymar. Câu hỏi lớn nhất cần đặt ra vào lúc này là nếu chia hành lý ngay trong mùa hè 2022, Neymar có thể sẽ đi đâu? Ở tuổi 30, dù để ngỏ ý định giã từ sớm sự nghiệp bóng đá quốc tế sau World Cup 2022, nhưng ở cấp câu lạc bộ thì rõ ràng anh có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 3 đến 4 năm nữa. Với điều kiện đó thì thật sự đang tồn tại rất nhiều bến đỗ tiềm năng cho Neymar. Theo đánh giá từ giới thạo tin và cả nhiều nhà cái ở châu Âu thì Chelsea chính là điểm đáp khả thi nhất của Neymar trong mùa hè này với tỷ lệ cược 1-7. Câu lạc bộ về 3 tại Premier League mùa giải trước vừa đẩy được Romelu Lukaku trở lại Inter Milan theo dạng cho mượn. Họ không chỉ đơn giản là cần một mũi nhọn khác để thay thế mà còn cần chào đón một ngôi sao tiếp theo trên hàng công. Cái tên tiếp theo đương nhiên là Barcelona. Ban lãnh đạo của Blaugrana từng thừa nhận đã theo đuổi Neymar trong những kỳ chuyển nhượng gần nhất. Trong đó quyết liệt nhất chắc chắn là năm 2019, khi Messi trực tiếp gọi điện thuyết phục Neymar trở lại sân Camp Nou. El Puga giờ đang ở chính Paris Saint-Germain, nhưng vẫn có lý do để các nhà cái đặt tỷ lệ cược Neymar trở lại Barca là 1-14, chỉ sau Chelsea. Có thể Neymar sẽ muốn trở lại Barca để nắm lấy cây quyền trượng mà anh chưa bao giờ được chạm vào trước đây, khi Messi vẫn còn ở câu lạc bộ.
có thể ký ức về trận Remontada với chính Paris Saint-Germain vào năm 2017, nơi cú sút phạt bước ngoặt của anh góp công rất lớn. Nhưng các cu lê lại công kênh Messi sau hồi còi mãn cuộc, vẫn còn ám ảnh anh để rồi anh muốn lấy lại những gì xứng đáng và thuộc về mình. Và biết đâu đấy, thời cuộc đổi rời, tất cả những biến động của bóng đá châu Âu trong thời gian qua là để tạo ra một Barca đang khó khăn tài chính và thiếu ngôi sao nhằm đưa Neymar trở lại để làm chủ công. Nếu điều đó thành sự thật thì quả là số phận đã có một pha đi đường vòng rất cồng kềnh. Nhưng với tỷ lệ cược ngang với khả năng Neymar về Barcelona thì Newcastle United cũng là một bến đỗ đầy tiềm năng đối với anh vào mùa hè này. Bởi nếu về sân Camp Nou thì nhiều khả năng Neymar phải chấp nhận giảm thu nhập, còn với Newcastle thì rõ ràng không. Gã nhà giàu mới nổi của Premier League cũng cần có một ngôi sao để đánh một tiếng vang cực lớn trên thị trường chuyển nhượng như Man City từng làm với Robinho năm xưa. Một bến đỗ ít có khả năng diễn ra hơn nhưng lại là điều rất thú vị, đó là Real Madrid với tỷ lệ cược Neymar đến sân Bernabeu là 1-16. Thực ra cũng có thể gọi là về Bernabeu vì lịch sử chỉ ra, thực tế Real Madrid từng mời Neymar đến tham quan sân Bernabeu từ tận năm 2005 và đề nghị ký hợp đồng với cậu. Thời đó Neymar mới 13 tuổi, còn quá bỡ ngỡ nên đã từ chối. Đến năm 2011, cũng chính đội bóng của chủ tịch Florentino Perez đã đạt được thỏa thuận đầu tiên với Santos. Anh được cho là sẽ về Real sau Olympic London 2012. Nhưng sau đó Barca đã vô cùng nỗ lực, thậm chí dùng cả chiêu trò để thuyết phục Neymar là bố kiêm người đại diện cầu thủ này đồng ý về Camp Nou. Real Madrid đang là đương kim vô địch Champions League và sở hữu những cầu thủ cực tốt, cả về kinh nghiệm lẫn sức trẻ. Đó sẽ là một bến đỗ thú vị đưa Neymar trở thành cầu thủ tiếp theo khoác áo cả hai đại diện của El Clasico trong lịch sử. Về phía Real, cúm Neymar về Bernabeu còn có ý nghĩa trả đũa Paris Saint-Germain vụ Mbappe. Cũng với tỷ lệ cược 1-16 là khả năng Neymar đầu quân cho Manchester United sau khi hụt các mục tiêu như Erling Haaland hay Darwin Núñez, Quỷ Đỏ cũng muốn bổ sung một tiền đạo. Đây sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời về mặt thương hiệu, nhưng về chuyên môn thì chưa chắc. Lối chơi của tân huấn luyện viên Erik ten Hag trọng dụng tốc độ và sức mạnh hơn, trong khi sau thời gian gắn bó với Paul Pogba thì Man United có lẽ cũng hơi rén tay với các cầu thủ có phong cách và lối sống phóng túng của nghệ sĩ. Và cuối cùng là hai bến đỗ có khả năng xảy ra không cao ở tỷ lệ cược 1-20 là Manchester City và Bayern Munich. Trong khi The Citizen vừa mang về hai chân sút trẻ là Julian Alvarez và Haaland, với ngôi sao người Na Uy xác định là trung phong, thì khả năng họ chi thêm để đưa Neymar đến với Pep là không cao. Tuy nhiên nếu bán được cả Raheem Sterling và Gabriel Jesus thì họ cũng có thể xuống tiền bất ngờ để củng cố thêm cho giấc mơ Champions League chứ. Pep cũng từng thích huấn luyện Neymar, nhưng trước khi anh đến với Camp Nou vào năm 2013 thì ông đã rời đi. Đó là cả một sự tiếc nuối. Còn Bayern thì dù đã có Sadio Mane, nhưng nếu Lewandowski rời đi thì họ cần mang về một ngôi sao tương xứng khác. Dù vậy mức lương quá cao của Neymar chắc chắn sẽ là rào cản lớn với chính sách chi tiêu chặt chẽ của đội bóng xứ Bavaria hiện tại. Vừa rồi chúng ta vừa điểm qua những bến đỗ tiềm năng nhất dành cho Neymar trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Thành thật mà nói, khả năng tiền đạo ngôi sao này ở lại Paris Saint-Germain vẫn là cao hơn. Vì từ nay đến thời điểm tự động kích hoạt điều khoản gia hạn 5 năm với Paris Saint-Germain chỉ còn lại vài ngày nữa, là quá ngắn để một thương vụ lớn rồi là theo phong cách chóng vánh có thể xảy ra. Phía Paris Saint-Germain dù có không mong muốn đi chăng nữa cũng thật khó để chấp nhận mất một khoản tiền đền bù lớn để đẩy Neymar ra đi bằng mọi giá. Trong bối cảnh đó, Paris Saint-Germain và đặc biệt là Mbappe có thể sẽ phải nhượng bộ để Neymar ở lại và tất nhiên là đá chính thêm ít nhất một mùa giải nữa. Ở chiều ngược lại, giữ nguyên môi trường quen thuộc hiện tại dù còn tồn tại nhiều bất cập cũng là một lựa chọn khôn ngoan mà Neymar nên ưu tiên. Bởi thay đổi môi trường khi World Cup đã rất sát thời gian diễn ra, tồn tại nhiều rủi ro về khả năng hòa nhập lẫn duy trì phong độ. Còn nếu Neymar và Paris Saint-Germain vẫn nhất quyết chia hành lý thì sao? Trong trường hợp này thì quan điểm của đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Đỗ Hùng Dũng trong một talk show cùng tôi trên thể thao số 247 có thể là giải pháp phù hợp nhất. Neymar nên tìm một nơi nào đấy mà cậu ấy là số 1 trước khi cậu ấy quá già. Tôi thích được nhìn thấy Neymar ở Ngoại Anh, nơi quy tụ nhiều cầu thủ lớn, hay và những đội bóng xuất sắc. Sau khi đã vô địch La Liga và Ligue 1, nếu Neymar đến Ngoại Anh và chinh phục thêm giải đấu này thì cậu ấy cũng có thể đứng vào hàng ngũ của những huyền thoại. Còn về đội bóng, Man City đã có quá nhiều ngôi sao rồi, Liverpool cũng có quá nhiều rồi, Chelsea chẳng. Tôi nghĩ The Blue hoặc Man United sẽ là lựa chọn phù hợp. Hùng Dũng đã nhận định như vậy.